để phía Hồ Chí Minh City với Huỳnh Hải đã được vào sân. Jeremy Smith tình huống rồi thì chọn sân rồi 1-2-2. Sở trường của Smith và không có lý do gì để anh không có điểm trong tình huống đó. Smith phù lập nhảy ném ngay, không thành công. Sau đó thì ra đã xem từ một tình huống rất là bập ra. Marco đều phạm lỗi Lê Hữu Thành. Nguyên xuống nhẫn, bóng được trả ra cho Jeremy. Vượt qua Hữu Thành rất đơn giản. Vâng, vẫn là Jeremy Smith với một tình huống up and under mang thương hiệu riêng của mình. Thì Minh Sinh sau tình huống turnover của Bùi Quốc Tân. Huy Hoàn lên rổ khó nhưng không sao, đã có Smith với pha tip thành công. Sau đó Liêu Thành đã chat talk với Smith. Chung Kiên vẫn sẽ cần một chút kinh nghiệm thi đấu ở trong thời gian tới, nhưng đây sẽ là quả 3 điểm của Jeremy Smith để thu hẹp khoảng cách. Chung Kiên đang tỏ ra rất yếu ớt trong tình huống vừa rồi. Smith đã không có một tiếng lỗ tấn công. 2 điểm tiếp theo dành cho cầu thủ mang áo số 18. Và Chí Anh đã trở lại sân sau khi khắc phục số lỗi cá nhân trên bàn điện tử. N1 dành cho Smith, đó là lỗi thuộc về William Trần. Đã có 2 cầu thủ của Kentucky Fit nhảy lên trong tình huống vừa rồi. Hải Đăng, bóng được trả về cho vị trí của Jeremy Smith. Một tiếng lên rổ đơn giản. 85-87 và 16-17 giây, mọi thứ vẫn còn trường Ngô. Hãy cùng xem Sinh Nguyên sẽ làm gì trước cầu thủ Kafish. Trường của Vĩnh Nghiệp ném hơi vội vàng. Một cơ hội vẫn còn 6 giây, 5 giây, 4 giây. Jeremy Smith đã bị trì cản với 3 cầu thủ áo trắng rồi. Đây liệu là có phải là winning shot hay không? Đó là chiến thắng cho City Wings tuyệt vời. Vâng, đó là một tình huống game winner của Vincent Nguyễn.